Hôm nay ngày 15 tháng 12, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã tổ chức chương trình hội nghị Liên đoàn Dệt may Đông Nam Á và hội thảo giải pháp quản lý chuỗi cung ứng dệt may để phát triển bền vững. Với chủ đề vượt qua thách thức, phát triển bền vững, hướng tới tương lai, ngành dệt may Việt Nam đã tổng kết kết quả đạt được năm 2022 và thảo luận các xu hướng để ngành phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kim ngạch xuất khẩu của dệt may Việt Nam vẫn rất ấn tượng, đạt 44 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,8% so với năm 2021. Một trong những định hướng của ngành dệt may trong năm 2023 và giai đoạn tới là thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nguồn nước, thực hiện chương trình xanh hóa ngành dệt may. Từ đó, các dòng sản phẩm may mặc được phát triển từ những nguyên liệu như sợi gai, sợi sen, sợi bạc hà, sơ dừa và cả từ bã cà phê đang là xu thế rất mạnh. Các sản phẩm này đang được nhiều khách hàng quan tâm, có khả năng ứng dụng cao và là một hướng đi bền vững, xanh hóa ngành may mặc. Cơ sở có mỗi cái điều kiện khác nhau, cho nên người ta xây dựng từng bước cũng khác nhau. Thứ nhất, đầu tư thiết bị tự động quá lắm không? Nhưng một con người thì kém quá thì làm sao mà sử dụng cái đó được, cho nên nó phải đồng bộ. Xây dựng bền vững là đầu tiên theo tôi là xây dựng cái môi trường văn hóa lành mạnh, hợp tác, chia sẻ đồng hành, cái đó quan trọng lắm. Vì làm ăn đâu có lúc nào cũng sướng đâu, cũng có lúc vui buồn thì càng chia sẻ với nhau. Ngoài ra, tập trung chuyển đổi số, thích ứng tình hình trong giai đoạn mới cũng là công việc các doanh nghiệp tập trung hiện nay. Hiện Việt Nam xuất khẩu vào 66 vùng lãnh thổ trên toàn cầu với 55 mặt hàng chủ lực. Kim ngạch xuất khẩu mục tiêu của dệt may Việt Nam năm 2023 dự kiến đạt 47 đến 48 tỷ đô la Mỹ. Với 17 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó 15 hiệp định đã có hiệu lực, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp đầu tư vào phần cung thiếu hụt của ngành dệt may Việt Nam.